Hello, chào mừng các bạn đến với Mimi Official. Nếu như các bạn vẫn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhanh tay ấn nút đăng ký nha. Tại vì kênh của mình sẽ chuyên về đập hộp, review những cái món đồ về makeup cũng như là thời trang cao cấp. Và đặc biệt là mình sẽ liên tục chia sẻ những cái tip làm đẹp mà rất là hữu ích đến với các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ về một cái vấn đề mà mình nghĩ là đa số đông đảo các chị em phụ nữ đều quan tâm. Đó chính là làm sao để có thể make up được một cái lớp nền mà nó vừa mỏng nhẹ tự nhiên và đặc biệt là không bao giờ lo đến chuyện là sẽ bị mốc. Thì thật ra á, cái lớp trang điểm nền nó bị mốc á, đến từ rất là nhiều lý do. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về những cái kinh nghiệm của mình sau gần 10 năm make up cho bản thân. Và tại vì hồi trước á, thì mình cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề. Tuy nhiên là sau khi mà mình thử áp dụng những cái tip này á, thì mình đã không còn phải lo lắng gì về cái việc ở lớp nền của mình trông sẽ đẹp hay không nữa. Và đặc biệt là lớp makeup của mình có thể giữ được từ sáng cho đến tối mà không cần phải dặm lại bất cứ một lần nào hết. Nghe đến đây là các bạn đã cảm thấy muốn biết những cái tip này rồi đúng không? Vậy thì cùng bắt đầu nha. Khi bắt đầu makeup á, thì các bạn nhớ làm sạch da bằng sữa rửa mặt nha. Tại vì nó sẽ giúp mình loại bỏ bụi bẩn cũng như là những cái dầu thừa trên mặt. Thường á, thì mình sẽ makeup vào buổi sáng sau khi mà mình đánh răng rửa mặt xong á. Tại vì lúc này á, là lúc mà da mình đẹp nhất. Nó vừa mới được hấp thụ cái kem dưỡng vào ban đêm xong, cũng như là vừa được làm sạch bằng sữa rửa mặt. Cho nên là da rất là mềm và dễ makeup. Dù là tối mình mới ra đường thì mình vẫn makeup vào buổi sáng như vậy. Tại vì lớp makeup của mình thì nó có thể giữ được từ sáng cho đến tối mà không cần phải dặm lại gì hết. Cho nên là các bạn không cần lo đến cái việc là đến tối thì nó sẽ trôi đâu. Sau khi mà rửa mặt xong thì mình sẽ đến với cái bước kem dưỡng ẩm. Thường mà lớp nền của các bạn bị bong tróc ra tại vì da của các bạn quá là khô và thiếu ẩm đi. Cho nên khi mà lớp nền nó đụng vào da một cái là nó sẽ bị sần sùi và bị bong tróc lên liền. Thì cái solution á là các bạn nên tẩy tế bào chết cho mặt một tuần một lần để giúp mình loại bỏ đi những cái da chết mà khô sần sùi ở cái phía bề mặt bên trên của da mình. Và sau đó thì các bạn kết hợp với việc dưỡng ẩm cả ban ngày và ban đêm luôn. Khi mà các bạn dưỡng ban đêm á thì các bạn nên chọn cái loại kem mà nó nhiều ẩm một chút xíu. Tại vì ban đêm là cái thời gian mà da của các bạn nó cần được nghỉ ngơi và cần được phục hồi á. Cho nên là nó cần một cái lượng ẩm rất là nhiều. Cũng như là mình khuyên các bạn là nên sử dụng nhiều bước. Ví dụ như là dùng nước cân bằng nè, serum, rồi đến kem dưỡng dành riêng cho vùng mắt, rồi kem dưỡng ẩm dành riêng cho vùng mặt. Như vậy á, thì sau cả một đêm dài, da của các bạn nó mới được cung cấp đủ cái độ ẩm cũng như là những cái dưỡng chất cần thiết á. Thì sáng các bạn ngủ dậy sẽ cảm thấy da mình nó rất là mềm mại, cũng như là nó căng bóng do nó được cấp rất là nhiều ẩm. Còn ban ngày thì nó sẽ khác một chút xíu. Dù cho các bạn có makeup hay không nha, thì mình vẫn khuyên các bạn là vẫn phải dưỡng da ban ngày. Tuy nhiên cái loại kem mà mình chọn cho ban ngày thì nó sẽ hơi khác cái kem của ban đêm một chút xíu. Là các bạn nên sử dụng cái loại kem mà nó có kết cấu nó lỏng thôi. Ví dụ như là dạng sữa hoặc là dạng gel á. Thì những cái loại này khi mà các bạn thoa lên mặt nó sẽ thấm vào da rất là nhanh. Và nó không có gây cái cảm giác bết dính gì hết. Nó chỉ hơi ẩn một chút thôi. Thì với cá nhân mình á, thì mình sử dụng hai loại kem cho ban ngày lận. Một là một cái chai serum cấp ẩm. Tại vì serum á, thì nó thấm vào da rất là nhanh. Cho nên gần như là nó có thể khô sau 5 phút. Và sau đó thì mình sẽ dùng một cái lớp sữa dưỡng ẩm. Thì dạng sữa nó cũng rất là mịn thôi. Nên mình thử cho các bạn xem ha. Đó. Cái cấu trúc của nó rất là lỏng luôn á các bạn. Tại vì mình dùng những cái kem dưỡng như vậy thì nó sẽ thấm vào da mình luôn. Nó cấp ẩm nhưng nó thấm vào da mình luôn. Chứ nếu như mà các bạn sử dụng những cái loại kem dưỡng ban ngày mà nó đặc quá thì nó vẫn nằm tồn đọng trên cái bề mặt da của các bạn. Thì chút nữa khi mà mình make up á thì có thể là những cái lớp dưỡng đó nó bị xê dịch. Thì nó sẽ làm ra những cái mảng không có đều hoặc là nó bị bết lại, vón lại. Làm cái kem nền của mình nó rất là xấu. Nhưng mà các bạn cũng phải nhớ là chúng ta cấp ẩm cho da là phải cả bên ngoài và bên trong nữa. Ở bên ngoài á, thì mình sử dụng những cái kem dưỡng ẩm như thế này để hỗ trợ cho da. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên á, là chúng ta vẫn phải uống đủ nước. Chứ nếu như các bạn chỉ chăm chăm vào cái việc là mua những cái mỹ phẩm đắt tiền á,
mà các bạn quên đi cái điều cơ bản nhất, đó là cung cấp nước cho cơ thể, thì chắc chắn là da của các bạn nhìn nó vẫn bị thiếu sức sống và nó sẽ rất là khô. À, các bạn nhớ là cung cấp thêm những cái trái cây nè, hoặc ăn nhiều rau nữa nha. Những cái đó cũng sẽ giúp cho da các bạn nhìn căng bóng và mịn màng hơn rất là nhiều. Sau khi mà thoa xong hai lớp dưỡng thì mình sẽ ngồi đợi khoảng 3 phút để kem có thời gian thấm vào da cũng như là cái mặt của mình nó sẽ ráo hơn trước khi mà mình make up. Và sau đó thì mình sẽ đến với cái bước là sử dụng kem lót trang điểm. Đây là một cái bước vô cùng quan trọng mà đối với mình là không thể bỏ qua được. Tại vì kem lót trang điểm nó sẽ tạo ra một cái lớp trung gian giữa cái lớp kem dưỡng và cái lớp make up của các bạn. Thì đối với kem dưỡng thì nó sẽ khóa những cái dưỡng chất đó lại. Còn đối với lớp trang điểm thì nó sẽ giúp các bạn có được một cái base mà nó hỗ trợ nâng tông hơn nè, làm cho cái bề mặt da của mình mịn màng hơn, cũng như là nó đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái việc là sẽ giữ cái lớp makeup của bạn cả một ngày mà không có bị trôi hay gì hết. Tuy nhiên đối với mình thì đây lại là cái bước khó nhất, tại vì nếu như các bạn chọn nhầm cái loại kem lót này á, thì nó rất có khả năng là sẽ làm cho da các bạn bị mốc cũng như là bị không có được đều á. Nó rất là khó tán, tại vì cái kết cấu của cái loại kem lót này thường thì nó rất là đặc, cho nên là mình đã dùng cả một cái tuổi thanh xuân của mình để mình đi tìm một cái chai kem lót phù hợp, mà rất là khó các bạn, tại vì khi mà mình mua một chai kem lót về á, có thể sử dụng được cả 6 tháng á, thì mình phải đợi đến 6 tháng sau mới có thể là chọn một cái loại kem khác. Và nếu trong vòng 6 tháng đó mà mình chọn nhầm một cái kem lót á, thì nó rất là khó khăn trong cái việc make up. Thì chỉ mới năm vừa rồi thôi mình mới tìm ra được chân ái của cuộc đời mình, đó chính là một em kem lót của Chanel. Em này á, thì hỗ trợ mình nâng tông khá là tốt, cũng như là kiềm dầu và tạo một cái lớp base nó rất là mịn. Thì mình sẽ sử dụng thử ha. Thường thì tất cả kem lót nó đều có dạng khá là đặc. Thì các bạn lưu ý là mình phải tán đều nha, tại vì cái cấu trúc nó đặc á, cho nên là rất là khó để mà tán cả cái gương mặt nó đều nhau. Mà nếu như các bạn tán nó không đều á, thì chút hồi các bạn phủ cái kem này lên, nó sẽ bị kiểu chỗ thì mịn, chỗ thì sần sùi ấy. Và đặc biệt á, là khi tán kem nền các bạn tán nhẹ tay thôi, tại vì phía bên dưới á, là mình đã có hai lớp dưỡng rồi, cho nên là mình cố gắng đừng có làm đảo lộn vị trí của những cái lớp này, tại vì nó chỉ phát huy được cái công dụng tốt nhất khi mà cái lớp nó nằm ở đúng cái vị trí của nó thôi. Nhẹ tay và tán đều nha các bạn. Thì sau khi mà mình tán kem này lên á, thì da mình nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Đó là những cái bước mà mình chuẩn bị để mình có được một cái lớp base hoàn hảo trước khi mà mình đánh kem nền. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái bước đánh kem nền luôn ha. Thì cái loại kem nền nào á, nó cũng không quan trọng đó các bạn, tại vì như mình nói là chỉ cần có một cái lớp base mà nó tốt như vậy á, thì các bạn đánh kem nền nào lên cũng sẽ không sợ là có vấn đề gì hết. Nên ở đây thì mình cũng có nhiều loại lắm. Thì tùy vào cái hiệu ứng mà mình thích của cái em kem nền nào thì mình sẽ sử dụng thôi. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái em U. Em này thì cover cũng khá là ổn và dưỡng ẩm cũng như là có thêm cái thành phần dưỡng da nữa. Thường thì mình sẽ không có sử dụng cushion quá nhiều, tại vì mình cảm thấy là cái hiệu quả mà cushion mang lại á, thực sự thì nó cũng không có gì quá nổi trội so với những cái kem nền khác. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó khá là cao, tại vì một cái em cushion như vậy mình dùng khoảng 2 tháng là hết rồi, hoặc có khi là 1 tháng rưỡi đã hết rồi. Còn một cái em kem nền như thế này á, là mình có thể sử dụng từ 6 cho đến 8 tháng thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thì khi mà đánh kem nền ha, thì mình sử dụng cái bông mút trong cái hộp cushion á, dùng xong các bạn có thể giặt đi và sử dụng lại, hoặc là các bạn có thể ra cửa hàng và mua hẳn một cái bông mới. Cái lý do mà mình thích dùng cái em cushion này á,
là tại vì thứ nhất là khi mà mình tap thì em máy rất là nhẹ nhàng và em máy sẽ không có làm xới và đảo lộn những cái lớp mà mình đã set up ở dưới. Tại vì nếu mà mình dùng cỏ thì mình lại cảm thấy là nó rất là dễ bị mix các lớp lại với nhau. Và thứ hai nữa là cái inclusion này, nếu như các bạn lấy quá nhiều cái kem nền thì em máy cũng sẽ tự động mà hút vô bớt. Cho nên mình cảm giác em máy có thể giúp mình điều chỉnh được cái lượng sản phẩm phù hợp và làm cho cái lớp nền của mình nó rất là mỏng nhẹ và tự nhiên. Khi mà các bạn nhớ sử dụng, các bạn tap nhẹ nhàng thôi nha. Và đều tay nữa. Đối với cá nhân mình á, thì thật sự là mình không có sử dụng cái kem che khuyết điểm. Như các bạn thấy là mặt mình cũng không có cái vấn đề gì hết. Chỉ có cái phần quầng thâm mắt á, thì màu nó sẽ tối hơn những cái vùng khác. Thì thay vì cái việc sử dụng kem che khuyết điểm á, thì mình sẽ dặm cái kem nền này 2 lần vào cái vùng đó, hoặc là mình cho cái lượng kem ở cái vùng quầng thâm mắt á, nó nhiều hơn một chút thôi. Tại vì cái kết cấu của kem che khuyết điểm á, nó rất là đặc và nó rất là nặng. Mà đặc biệt là cái vùng da mắt của mình thì nó lại còn mỏng hơn da mặt á. Cho nên nếu như các bạn tắp một cái lượng kem mà nó quá là đặc lên cái vùng này thì mắt của mình nó sẽ có những cái lằn á. Thì sau khoảng 1 đến 2 giờ make up á, các bạn sẽ thấy rất là rõ có những cái lằn, những cái nếp nhăn của mắt á, nó sẽ bị những cái lằn rất là xấu. Cũng như là nhìn con mắt của các bạn nó sẽ nặng nề hơn nữa. Cho nên đối với mình á, không phải là cứ các bạn phải che hết tất cả mọi thứ thì nó mới là đẹp. Mà đối với mình á, là mình ưu tiên cho cái sự tự nhiên và nhìn vô da mình nó phải rất là khỏe, chứ không có được cảm giác là nặng phấn trên mặt á. Ánh nền xong rồi thì mình sẽ bắt đầu sử dụng highlight cho những cái điểm mà mình thích. Ví dụ như là ở cái sống mũi nè, cũng như là phần cằm. Các bạn có biết là tại sao mình sử dụng highlight trước khi mà đánh phấn không? Tại vì thứ nhất là nó sẽ giúp cho giữ cái này được lâu hơn. Ví dụ như cả ngày các bạn hoạt động mà các bạn ra mồ hôi thì cũng có khả năng là cái lớp phấn của các bạn nó sẽ hơi bị chảy đi một chút xíu, thì vẫn giữ được cái phần highlight này. Còn lý do thứ hai á, là khi mà mình highlight có một số cái phấn và cái kem highlight á, nó rất là sáng. Vậy các bạn thấy là mình đánh lên một cái là các bạn thấy cái sống mũi của mình nó sáng liền nè. Thì chút hồi nữa mình sẽ phủ phấn lên á, thì nó sẽ giảm cái hiệu ứng mà quá sáng của cái highlight này lại, thì nhìn gương mặt của mình nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ phủ một lớp phấn bột lên nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phấn bột trước. Và cái phấn bột mình dùng á, là phấn bột trong suốt luôn. Nó sẽ kiểu không có màu lắm á. Thì cái lý do mà mình phải phủ phấn bột bên trước á, đầu tiên là tại vì phấn bột thì nó sẽ giúp cho cái lớp nền của các bạn ráo rất là nhanh. Tuy nhiên á, thì nó lại rất là mỏng. Tại vì nếu như bây giờ các bạn mà tắp phấn nén lên trên mặt á, nó sẽ rất là dày luôn á. Đến khi nào thì cái mặt của các bạn nó mới có thể khô được với cái lượng phấn nén đó. Còn phấn bột thì ngược lại, nó có thể kìm dầu tốt hơn phấn nén rất là nhiều. Cho nên là nó cũng sẽ hỗ trợ làm cho cái da mặt của mình ráo nhanh hơn. Thì hôm bữa trong cái tập mà hướng dẫn mua cọ trang điểm á, mình cũng có nói rồi ha, là mình sẽ dùng một cái cọ mà nó tròn như thế này để mình có thể lăn trên da mặt. Tại vì bây giờ mặt của mình đang còn ướt, mà nếu như mà mình kiểu mà đánh tròn như thế này và mạnh tay á, thì chắc chắn là như mình nói đó, nó sẽ làm đảo lộn những cái lớp, hoặc có khả năng nó sẽ tạo ra những cái vệt nữa, cho nên là mình không thích. Mình sẽ lăn như thế này rất là nhẹ nhàng để nó có thể giữ nguyên những cái lớp mà mình đã set up ở phía dưới. Thì cứ lăn đều cả khuôn mặt thôi. Những cái vùng nào mà các bạn đổ dầu á, thì có thể là lăn cái phấn bột này nhiều hơn một xíu. Có một lý do nữa mà làm cho một hồi sau khi mà các bạn make up khoảng vài giờ, da các bạn sẽ kiểu mà
căng đét ra và nó rất là dễ bị tróc ấy. Thì cái lý do cũng có thể là do các bạn đã sử dụng phấn quá nhiều. Tại vì phấn á, là nó sẽ làm khô những cái lớp mà mình setup bên dưới á. Cho nên là mình cũng chỉ đánh một cái lượng phấn nó vừa phải thôi. Ví dụ như khi mà lăn phấn bột này á, thì mình sẽ lăn đến khi mà cảm giác là nó không có còn dính, cảm giác là tay mình đụng vô sẽ không có bị dính kem nền ra nữa, mà nó sẽ kiểu còn ẩm nhưng mà không có bị dính, có nghĩa là đã đủ rồi. Những cái vùng mà hay đổ dầu thì mình sẽ thêm một chút xíu, ví dụ như là vùng trán nè, vùng mũi, vùng chữ T của mình đó các bạn, cũng như là hai cái phần bên này nè, mình cũng sẽ cho nó hơi khô một chút, tại vì nó là cái phần mà tiếp xúc với tóc của mình á. Mình sẽ không muốn rằng tí hồi mình đi ra đường và nếu mà mình chảy mồ hôi thì nó sẽ dính vô cái phần tóc của mình, cho nên là nó cũng sẽ khô hơn một chút. Rồi, tại cái thời điểm này á thì da mình đã bắt đầu ráo rồi nhưng mà nó chưa có khô hẳn, thì lúc này mình sẽ sử dụng thêm một loại phấn nữa. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn, có nghĩa là bây giờ nha, ví dụ như da của mình thì nó không có khuyết điểm gì hết, cho nên là mình sẽ muốn là sử dụng cái phấn mà nó có hiệu ứng căng bóng tự nhiên của Hàn Quốc, thì mình sẽ sử dụng cái loại phấn trong suốt không có màu này, nhưng mà nó lại có những cái nhũ lấp lánh để nhìn da mình trông khỏe hơn và căng hơn. Còn nếu với những bạn mà cảm thấy là cái lớp nền này nó vẫn còn mỏng mà các bạn có những cái khuyết điểm mà các bạn muốn che, thì các bạn có thể sử dụng thêm những cái loại phấn mà nó có độ che phủ cao. Thì lúc này mình sẽ chuyển qua phấn nén nha, mình sẽ không dùng phấn bột nữa. Và mình chỉ phủ một lượng rất là mỏng của cái phấn nén này lên mặt thôi. Đây là cái loại phấn mà sử dụng để che khuyết điểm. Còn đây là cái loại phấn mà mình sẽ sử dụng hôm nay, là phấn không có màu nhưng lại có nhũ. Đây là cái hộp phấn biên yêu thích của mình. Rất là thơm đúng không các bạn? Trời, rất là thơm à, rất là dễ thương. Nên thì mình cũng sẽ lăn đều. Sau đó là mình, bây giờ thì không cần phải lăn cái cây cọ nữa, tại vì bây giờ là mặt mình đã ráo rồi, mình không có sợ cái chuyện là nó bị đảo lộn lên nữa. Cho nên là lăn cũng được mà không lăn cũng được. Thì thường là mình vẫn sẽ lăn như thế này. Xong rồi sau đó là mình sẽ đánh, nhưng mà vẫn nhẹ tay thôi nha các bạn. Nói chung da mặt mình thì làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng hết á, nó rất là dễ bị nhăn. Rồi, thì kết thúc cái việc đánh phấn á, khi mà các bạn lấy tay chạm vào mặt, thấy mặt đã khô, không thể dính được và chắc chắn, nhưng còn một chút xíu ẩm. Nó còn khoảng 20% cái độ ẩm lúc nãy trước khi mà các bạn make up. Chứ nếu mà bây giờ mình tiếp tục mà mình đánh đến mức mà cái mặt mình nó khô đét luôn á, thì khoảng 1 đến 2 tiếng sau rồi chắc chắn là da mình nó sẽ kiểu mà bị căng rất khó chịu á. Cho nên mình vẫn để lại một cái lượng ẩm vừa phải cho cái da mặt của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu đến cái bước là đánh má hồng. Má hồng thì sẽ cùng tông với lại màu son nha các bạn. Thường thì mình sẽ chọn cái tông make up cùng với lại cái màu của cái bộ đồ nó mình mặc luôn. Có nghĩa là thường là buổi tối á, trước khi đi làm á, là mình sẽ chọn sẵn quần áo luôn. Sau đó là chọn hết quần áo, là túi xách, giày. Và sau đó là mình sẽ chọn những cái tông màu make up phù hợp luôn. Cho nên nếu như mà ngày nào mình bận mà mình chưa có soạn được đồ, mình cảm thấy nó kiểu không có tự tin. Má hồng thì các bạn nhớ là không bao giờ được đánh mà nó dưới cái đường mũi nha các bạn. Các bạn sẽ kiểu mà mặt bị chảy xệ. Lúc nào mình cũng đánh là trên cái mũi và nó sẽ có hướng là đi lên. Rồi. Và cái bước cuối cùng mà mình thực hiện đó chính là mình sẽ khóa hết tất cả những cái lớp mà nãy giờ chúng ta đã set up bằng một cái chai xịt khoáng. Thì có hai cái loại xịt khoáng, một là xịt khoáng để khóa cái lớp make up và một là xịt khoáng dưỡng ẩm. Thì thật ra tới bây giờ mình vẫn thích sử dụng cái loại xịt khoáng dưỡng ẩm hơn, tại vì mình có cảm giác là khi mà mình xịt như vậy là cung cấp thêm được cái dưỡng chất cho cái làn da của mình á, chứ cũng không nhất thiết là cứ phải là khóa make up thì mới được. Thì các bạn nên chọn những cái loại xịt khoáng á mà
nó phun ra cái tia rất là nhẹ nhàng thôi. Tại vì một số loại mình thấy kiểu xịt mà nó rất là mạnh á, thì nó sẽ làm trôi đi những cái lớp phấn mà nãy giờ chúng mình làm á. Thì các bạn xịt đều tay thôi nha, xịt một cái lớp mỏng lên toàn mặt luôn. Rồi, và để cái lớp này khô thôi. Thì cái lý do mà mình sử dụng cái xịt khoáng á là tại vì mình muốn nó đầu tiên là cung một lần nữa nó cung cấp thêm ẩm cho cái làn da của mình, để từ bây giờ cho đến tối luôn sẽ không gặp bất kỳ một vấn đề gì về việc khô da hết. Còn thứ hai á là khi mà mình xịt như vậy thì những cái lớp 2-3 lớp phấn hồi nãy mà mình tắp lên á, nó sẽ kiểu hơi tan nhẹ ra và nó sẽ hòa vào nhau, và nó sẽ rất là chắc chắn trên mặt mình nữa. Cho nên là đây là cái bước mà mình cảm thấy nó giúp cho cái lớp makeup của mình nhìn tự nhiên hơn rất là nhiều. Và tên tên, chúng ta đã có được một cái lớp nền rất là mỏng, mịn, tự nhiên nè. Và không hề bị khô, không hề bị bong tróc gì hết. Và đặc biệt là nó có thể giữ được đến tối, thậm chí là qua ngày hôm sau cũng không sao đâu các bạn. Nếu như mà đến chiều á, các bạn thấy mặt hơi bị đổ dầu á, thì chỉ cần sử dụng giấy thấm dầu là cái lớp nền của mình nó lại quay về được cái chất lượng ban đầu nha các bạn. Các bạn hạn chế là đừng có sử dụng phấn và tắp thêm lên để che đi những cái dầu đó. Tại vì thật sự mình cảm thấy nếu mà làm như vậy á, mặt của các bạn sẽ kiểu rất là bị nặng phấn luôn, nhìn nó rất là giả. Và khi mà các bạn làm như vậy á, thì càng làm cho da của mình bị khô hơn. Mà da bị khô thì chắc chắn là lớp nền nhìn sẽ không thể nào mà đẹp được rồi. Đó là những cái tip của mình để giúp cho các bạn có được một cái lớp nền không có bị tróc này, không có bị móc ha. Thì mình nhắc lại nè, nếu như các bạn đang gặp vấn đề về cái việc trang điểm lớp nền á, thì có khả năng thứ nhất là da các bạn quá thiếu ẩm, thì các bạn nên uống nước nhiều hơn cũng như là dưỡng da tốt hơn. Nếu như các bạn đang dưỡng da rất tốt nhưng da của các bạn trang điểm vẫn không được đẹp, thì có khả năng là cái loại kem dưỡng ban ngày của các bạn nó đang bị dày quá, hoặc là nó không phù hợp để make up. Còn lý do cuối cùng, nếu như da của các bạn đẹp, đủ nước, kem dưỡng ẩm của các bạn ban ngày rất là lỏng, tuy nhiên vẫn bị xấu, thì có thể là các bạn chưa tìm được một cái chai kem lock ưng ý. Thì thật sự cái này nó cần thời gian để các bạn trải nghiệm nhiều cái loại sản phẩm và tìm được cái loại kem lock mà phù hợp nhất cho da của các bạn. Thì đó là cái tip để cho da của các bạn không có bị móc mà thôi. Tuy nhiên để mà giữ được một cái lớp nền mà nó kiểu mịn mà cả một ngày như thế này á, thì theo mình nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng của sản phẩm các bạn mua nữa. Đối với mình á, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng kem lock và kem nền có chất lượng tốt và giá thành hơi cao một chút. Thật sự là mình nghĩ là nó nên trên 1 triệu. Tại vì nghe cái giá thì các bạn có thể cảm thấy là nó hơi cao một chút á, nhưng mà thật sự đối với mình nha, make up không nhất thiết là 100% các bạn phải mua những cái hàng mắc tiền mới được. Các bạn có những sản phẩm các bạn có thể mua rất rẻ, tuy nhiên có những sản phẩm thì không thể nào rẻ được, ví dụ như là kem lock và kem nền. Thì trên 1 triệu như vậy, nhưng mà khi mà mua một chai á, các bạn có thể sử dụng được từ 6 cho đến 8 tháng. Thì bỏ ra cái số tiền đó để các bạn có được một cái lớp make up mà mỗi ngày luôn nhìn đều rất là đẹp như thế này á, thì mình nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng. Tại vì dù cho bây giờ các bạn make up rất là đẹp nha, các bạn kẻ eyeliner, các bạn vẽ màu mắt mọi thứ, nhưng mà trên một cái lớp nền nó xấu, nó không đều, nó bị móc á, thì chắc chắn là tổng thể các bạn không thể nào mà đẹp được, đúng không? Thì các bạn có thể mua những cái chai kem nền này ở những cái hãng lớn và nổi tiếng như là Dior, Chanel, hoặc là những cái dòng mà nó giá nó mềm hơn một xíu, ví dụ như là Make Up For Ever, ví dụ vậy. Thì mình nghĩ là nó sẽ mang đến cho các bạn cái hiệu ứng tốt nhất và có một lớp make up mà nó đẹp và tự nhiên nhất. Thì sau khi xem cái video này của mình á, thì các bạn hãy thử áp dụng những cái tip của mình xem là có đạt được cái hiệu quả như mong muốn không. Và đương nhiên là hãy phản hồi lại với mình qua cái phần bình luận phía bên dưới nha. Cũng như là nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem đến tận những cái giây phút cuối cùng của video. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye!